Xin chào tất cả các bạn. Mình đã quay rất là nhiều các loại dược liệu cây thuốc này. Thì hôm nay giới thiệu với các bạn đó là vườn cây An Xoa. Với An Xoa thì bên mình có cung cấp các sản phẩm về lá tươi, lá khô và cây giống các bạn ạ. Với vườn An Xoa mình quay trực tiếp cho bạn đó là vườn An Xoa hoa tím nhá. Các bạn có thể nhìn thấy này, hoa tím lim lim luôn. Và đây là cái quả của nó. Đây là mình quay cho bạn xem này. Đây là cái quả An Xoa nhé. Quả An Xoa già nó sẽ như thế này này. Thì quả này có thể làm giống được các bạn này. Nhưng mà bên mình thường làm cây giống luôn cho các bạn xem. Cái quả này hơi khó gieo một chút. Với An Xoa hoa tím thì công dụng của cây thuốc là hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan, về giải độc gan này, men gan cao, gan nhiễm mỡ hoặc là sơ gan, viêm gan, mình đều có thể sử dụng cây An Xoa. Ngoài ra mình có thể kết hợp một vài vị cây thuốc như cây cà gai leo và cây sạ đen. Sản phẩm khô tươi rồi cây giống bên mình đều có hết. Ngoài ra bên mình cung cấp rất là nhiều các loại cây giống khác nhau. Các bạn có thể vào website caythuocdangian.vn để theo dõi, hoặc là liên hệ với mình qua cái số điện thoại mình để dưới video. Có thể các bạn Zalo hoặc gọi điện, mình đều có thể trả lời hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.